Xin chào mừng toàn thể các anh em đã quay trở lại với kênh Storm Vin Tech Watch của mình. Để ủng hộ mình, anh em hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để có thể nhận được những video clip mới nhất từ sản phẩm bên mình. Phiên của ngày hôm nay thì mình sẽ lên giới thiệu với anh em gồm 8 chiếc đồng hồ cơ cổ. Trong đó có 6 chiếc là Senco, một chiếc là Octo và một chiếc là Egin. Phiên ngày hôm nay nó có 6 chiếc Senco. Nó ở trong cái tình trạng rất là xuất sắc. Có những chiếc cận nót rất là đẹp. Giá của nó dao động từ 2 triệu cho đến 6 triệu. Đây đều là những chiếc Senco cơ cổ. Nói chung là giá của nó cũng bình dân. Những chiếc nào nó xuất sắc thì giá của nó thì nó hơi cao một chút. Để bắt đầu phiên ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với anh em là một chiếc Senco DX mã số 1. Mình lau qua một chút cho nó đỡ bám cái hơi. Trên tay mình là một chiếc Senco 5DX 27G. Chiếc này thì được sản xuất bởi nhà máy Dainisa. Anh em có thể thấy là chiếc DX này nó ở trong cái tình trạng cận nót rất là đẹp. Các đường sớ rem của nó vẫn còn gần như còn nguyên luôn. Núm zin, kính zin. Chiếc này nó là chiếc đáy xoáy. Sơ qua về mặt dial thì anh em có thể thấy là nó có một bộ kim. Cái bộ kim này của nó thì rất giống ở trên những chiếc Senco GS45. Kim và các cọc số màu trắng nổi khối. Trên kim và các cọc số đều là sơn vạch sơn đen. Logo Senco và logo số 5 và logo DX đều là logo trắng nổi khối. Có hai chức năng lịch thứ và lịch ngày ở góc 3 giờ. Mặt dial là mặt dial trắng chảy tia từ tâm. Toàn thân là thép không gỉ. Rất đẹp. Chiếc này cái lịch của nó là lịch ngày của nó là lịch ấn. Còn cái lịch thứ của nó là chỉnh 9 12 giờ. Kim cọc và mặt số nó rất là đẹp. Chiếc này thì nó zin nguyên củ máy. Mình có gắn cho nó một bộ dây chun. Bộ dây chun rất là đẹp. Cái dây này thì anh em nào tay tê, to tay nhỏ nhất này đeo cũng rất là đẹp luôn. Mình thử lên tay cho anh em xem. Để mình đo size rồi mình sẽ mở máy cho anh em xem. Chiếc DX này có size mặt là 36,5 mm. Cái mặt sau của nó chữ nghĩa vẫn còn rất là đẹp, sắc nét luôn. 5139 dáng 7000. Máy của nó đấy ạ. Trong máy của nó thì sạch sẽ sáng đẹp. Hoạt động rất là trơn tru bền bỉ.
27 chừng mà đấy, mã số 1 này nó ở trong cái tình trạng cận nót rất là đẹp. Mã số 1 size mặt là 36,5, có giá là 2,5 triệu. Tiếp theo là mã số 2, chiếc mã số 2 này có giá là 3 triệu, là một chiếc Senco Sportmatic 5 Deluxe đời sốc 25 Jewel 7619 tháng 9.000. Chiếc này nó mặt chảy tia, mặt trắng chảy tia từ tâm, rất là đẹp. Chiếc này cũng trong cái tình trạng là cận nót, bụi kim ở các cọc số màu trắng nổi khối, logo 5 cũng là trắng nổi khối luôn. Chức năng lịch thứ và lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Lịch ngày của nó là lịch nhấn. Còn lịch thứ của nó thì cũng là chỉnh 9 12 giờ. Chiếc này là mặt số 2 lòng. Bên trong nó là ngoài mặt đeo trắng chảy tia ra, nó còn có một cái niềng benzen ở trong này nữa, gọi nó là mặt số 2 lòng. Vỏ của nó rất là đẹp. Xuất sắc. Đấy cá heo. Một sáu một chín tháng 9.000. SS. Zin nguyên củ máy. Chiếc này thì mình có gắn cho nó một bộ dây da khóa linh kiện. Cái bộ dây da này là dây da loại xịn đấy anh nhé. Bộ dây da này là mình đặt làm là 550.000 một bộ đấy ạ. Chiếc này có size mặt là 38 mm. Máy móc hoạt động trơn tru, chính xác, bền bỉ. Chiếc mã số 2 này có giá là 3 triệu. Tất cả những chiếc 8 chiếc đồng hồ cơ cổ ngày hôm nay thì mình đều đã lau dầu và căn chỉnh chuẩn chỉ cả. Anh em mua về là chỉ việc lên tay và trải nghiệm thôi chứ không phải làm gì cả đâu ạ. Tiếp theo mình sẽ lên đó là một chiếc mã số 3. Mã số 3 có giá là 3,5 triệu. Chiếc này cũng là dây khóa linh kiện. Bộ dây của nó là size vai 19. Dây còn mới tinh luôn đấy. Còn chưa lên tay luôn. Chiếc này là một chiếc Senco Matic. Hai mươi sáu Jewel. Chiếc này nó là máy vàng anh em nhé. Mặt đeo trắng chảy tia. Kim và các cọc số đều là trắng nổi khối. Cái bộ kim ở trên chiếc Senco Matic này là ở giữa cái kim phút và kim giờ của nó là nó có cái sọc mờ. Giống với cái bộ kim ở trên con GS44 hay không ạ? Sencomatic là sốc 26 GW, có chức năng lịch thứ trong tuần và lịch ngày trong tháng. Lịch thứ là lịch cười ở vị trí góc 6 giờ, lịch ngày ở góc 3 giờ. Núm của nó là núm ẩn, kính zin, núm zin, zin nguyên của máy. Form của chiếc
6206 này là form của nó là y chang như giống như cái form của chiếc GS62 đấy. Chiếc này và cái chiếc 6218 nó đều là tiền thân của chiếc GS62. Cái form của nó nhìn nó rất là đẹp. Để mình lắc một chút cho nó chạy. Chiếc này lịch xây nhanh anh em nhé. Còn cái lịch thứ của nó cũng là lịch chỉnh 9-12 thôi ạ. Mặt trắng chảy tia từ tâm, mặt số 2 lòng. Zin nguyên củ máy, dây khóa linh kiện, dây da xịn. Ừ, mình đo size và mở máy cho anh em xem. Chiếc mã số 3 này là có size mặt là 36,5 mm. Đáy của nó là cũng là đáy cá heo anh em nhé. Sáu hai không sáu tám không bốn không và máy của nó đấy, máy vàng rất là đẹp, lau dầu căn chỉnh chuẩn chỉ, anh em về chỉ việc lên tay và trải nghiệm thôi. 6206B Senco 26 dây well, máy vàng ươm soi gương. Nói chung là 6 chiếc Senco của mình ngày hôm nay thì nó ở trong cái tình trạng rất là xuất sắc, không có gì để chê cả. Mã số 3 giá là 3,5 triệu. Cũng là cận nót. Xe mặt 36,5. Máy vàng. Tiếp theo là một chiếc mã số 4. Chiếc mã số 4 này có giá là 2,6 triệu. Chiếc này thì nó là zin nguyên củ máy. Mình có gắn cho nó một bộ dây hạt gạo. Nó là dây linh kiện thôi. Nhưng cái khóa này là khóa của Senco LM zin nhé anh em nhé. Để mình lắc mấy cái cho nó chạy, để lâu quá nó kiệt cót. Chiếc này cũng là mà mặt diode trắng chảy tia từ tâm, Senco Sport Matic 5. Kim và các cọc số đều màu trắng, mặt số 2 lòng. Chức năng lịch thứ và ngày ở vị trí góc 3 giờ. Nó cũng là lịch ngày của nó cũng là lịch bấm đấy. Còn lịch thứ của nó là lịch chỉnh 9-12. Zin nguyên củ máy. Chiếc này là cũng là đáy cá heo, nó là đáy cơ cậy anh em ạ. 6619 8060. Size mặt của chiếc này cũng là 36,5 mm. Form máy của nó rất là cứng đẹp. Mã số 4 có giá là 2,6 triệu. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 này là một chiếc Senco Wixdate. Senco Matic đai sốc 35 Jewel. Mặt diode 2 lòng, trắng chảy tia từ tâm. Có hai chức năng lịch thứ và ngày. Lịch thứ là ở vị trí góc 6 giờ, lịch cười. Lịch ngày là ở vị trí góc 3 giờ, núm là núm ẩn.
Chiếc này cũng nguyên zin chưa qua spa luôn. Kính zin, núm zin, đáy xoáy. Những chiếc 35G này thì máy của nó là máy trắng anh em nhé, chứ không phải là máy vàng đâu. Kim và các cọc số màu trắng nổi khối. Chiếc này thì mình đã thay cho nó một bộ dây khóa zin của Senco. Chiếc này là cá heo đội vương miện anh em nhé. Ngày xưa những chiếc mà logo đáy cá heo đội vương miện như này là những chiếc có chức năng chống nước cao nhất. Còn những chiếc chống nước bình thường là nó chỉ là chữ cá heo thôi. Và những chiếc mà có cá heo đội vương miện này là những chiếc có chức năng chống nước cao nhất. Ở trên những bản cặp gôn ấy thì cái logo cá heo đội vương miện này của nó là logo nổi. Còn ở trên những bản thép này nó là liền với này thấy như thế này. Chiếc này lịch của nó cũng là lịch xe nhanh. Đang ở giờ kỵ cho nên là mình chỉnh cho nó qua cái giờ kỵ của nó để chỉnh lịch cho anh em nó được dễ hơn. Đó, qua cái giờ kỵ của nó là lịch anh em xe thoải mái luôn. Lịch thừa ngày của nó là xe nhanh, còn lịch thứ của nó vẫn là 9 và 12 giờ anh em nhé. Chiếc này ở trong cái tình trạng nó rất là đẹp luôn. Để mình mở máy cho anh em. Sáu hai một tám tám chín một không. Đây là bên trong máy của nó. Bộ máy 35G rất là sáng đẹp. 6218B. Đã lau dầu căn chỉnh chuẩn chỉ. Máy móc hoạt động rất là ổn định. Về là anh em chỉ việc lên tay thôi ạ. Trước mắt số 5 này có xe mặt là 37 mm, giá là 5,5 triệu. Và bộ dây khóa của nó hợp vai nhìn rất là đẹp. Tiếp theo là một chiếc mã số 6. Chiếc mã số 6 này thì nó là một chiếc nói chung là đẹp nhất ở trong số 8 chiếc ngày hôm nay. Chiếc này nó ở trong cái tình trạng là nót luôn đấy. Mã số 6 giá là 6 triệu. Anh em có thể thấy là cái vỏ của nó còn rất là đẹp luôn. Các đường sớ của nó còn cực kỳ đẹp. Mặt đai ô là hai lòng trắng chảy tia từ tâm. Bộ kim và các cọc số là trắng nổi khối. Trên kim và các cọc số là có vạch sơn đen. Hai chức năng lịch thứ và lịch ngày ở vị trí góc 6 giờ và 3 giờ. Cái lịch ngày của nó cũng là lịch xe nhanh giống như chiếc mã số 5 nữa. Còn lịch thứ nó cũng là 9-12. Cái chiếc Senco Matic này nó cũng là 35G, là 6218, dáng 8010 TAD. Vỏ của nó còn rất là đẹp luôn. Mới đẹp.
Di nguyên của máy. Senco 6218 dáng 8010. Chiếc này thì nó cũng gần giống như chiếc Senco Weekdate mã số 5 đấy ạ. Cái form của nó cũng như thế mà cái size mặt của nó chắc là cũng là size 37 đấy. Size 37. Chiếc mã số 6 này nó ở trong cái tình trạng là cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này thì mình đã thay cho nó một bộ dây da rất là đẹp, dây da xịn. Lên tay rất là đẹp, hợp với lại cái mặt đồng hồ luôn. Chiếc đẹp nhất trong số 8 chiếc ngày hôm nay. Số 218 dáng 8010. Và đây là máy của nó. Bộ máy 6218C. Senco 35 Jewel. Đó, anh em có thể thấy là máy móc của nó sáng như mới luôn. Soi gương được luôn. Chiếc này nó ở trong cái tình trạng là cực kỳ xuất sắc. Đều đã được lau dầu căn chỉnh chuẩn chỉ hết. Zin nguyên của máy, dây khóa linh kiện, dây là dây da xịn. Cái bộ dây này mình hay dùng để lắp ở trên những con GS đẹp của mình ấy. Chiếc này nó cũng ở trong cái tình trạng rất là xuất sắc. Nói chung là gần như là nót luôn. Cho nên là mình lấy cái bộ dây này mình thay cho nó, để cho nó đẹp và tăng thêm cái tính thẩm mỹ của cái mặt đồng hồ. Vâng, và mã số 6 giá là 6 triệu. Tiếp theo là một chiếc mã số 7. Chiếc mã số 7 này là một chiếc ốc to. Ốc to automatic. Chiếc này là của Thụy Sĩ anh em nhé. Mặt dial đen, đen tuyền. Điểm nhấn ở trên mặt dial là kim và các cọc số màu trắng. Có chức năng lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Con này thì cái lịch của nó lại là cứ cách một ô lịch, nó là lịch màu đen thì ô lịch ngày hôm sau nó lại là màu đỏ. Đó. Rất là hay. Chiếc này cái dây của nó thì ông chủ cũ của nó thì chắc là tay bé quá cho nên là cắt cái dây của nó cũng hơi bị nhỏ. Cái dây này chỉ đủ tay cho những anh em mà tay khoảng tầm 14 15 đeo thì vừa. Dây của nó là dây zin, dây khóa zin luôn. Dây thép đúc rất là đẹp. Dây này nó mà thêm được hai ba mắt nữa thì đẹp, tiếc là ông chủ cũ ông ấy làm mất mất những cái mắt dư.
Anh em nào mà lấy chiếc này thì mình sẽ thay cho anh em một cái bộ dây khóa của Senco, lắp lắp vừa mấy cái vai này. Kính của nó là kính khoáng. Trên mặt kính thì cũng có đôi vài vết xước răm theo thời gian trong quá trình sử dụng. Nói chung là chiếc này thì cái form của nó to và cái chân càng của nó to, cho nên là lên tay nó rất là cũng khá là đẹp. Thích cái dây khóa này của nó là dây khóa đúc nhưng mà nó hơi ngắn quá, tay mình đeo không vừa. Size mặt của nó là 38 mm. Để mình mở máy cho anh em xem. Ốc to Swick 19 1848, khá là sâu đời. Máy của nó là máy ETA, ốc to 17 Jewel Swick. Máy còn rất là sạch đẹp. Chiếc này mã số 7 có giá là 5 triệu. Cuối cùng là một chiếc Egin. Chiếc Egin này là Egin 1864 Automatic, chống nước là 200 m. Chiếc này thì đi bơi lội thoải mái luôn. Núm ren. Có hỗ trợ cả có tay anh em nhé. Chiếc này thì mặt đeo là mặt đeo trắng sữa, trắng sứ. Phía trên cọc 10, phía dưới cọc 12 giờ là logo của Engin. Điểm nhấn ở trên mặt đeo này là cái bộ kim và các cọc số của nó đều là màu vàng. Nhìn nghiêng nó bắt sáng rất là đẹp luôn. Nhìn giống như kiểu bộ kim và các cọc số nó bằng vàng đúc gắn ở trên nền mặt đeo trắng ấy. Cọc mà 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ là kết hợp hộp số học trò. Máy automatic. Chiếc này của nó là bản C nhé anh em nhé. Chiếc mặt trắng mà kim cọc vàng bản C này nó cũng khá là hiếm đấy. Bản C của nó là máy vàng. Còn ở trên những chiếc khác là nó chỉ là máy trắng thôi. Bản A, B và nó chỉ là máy trắng thôi. Zin nguyên cả dây khóa luôn ạ. Dây khóa zin. Đáy kín. Logo zin. Automatic, chống nước 200 m. Chiếc này ở trong cái tình trạng nó là, nói chung là gần như là new vậy. Nó rất là mới. Nó có cả hộp lại. Chiếc này còn có cả hộp. Dây của nó còn rất là dài luôn. Tay 20-22 đeo vừa hết. Ở cái khớp khóa này của nó còn có một cái khớp nối để dành cho, nó gọi là khớp phụ ấy, để dành cho những anh em mà tay lông và tay to ấy. Đây. Đây. Anh em nào mà mấy ông Tây mà tay to quá khổ là sẽ phải là thêm cái khớp đấy. Còn tay anh em Việt Nam mình ví dụ như này thì có tay 20-22 đeo cũng còn vừa. Để mình đó cho anh em xem cái máy của nó. Mà máy của nó đấy. Máy vàng. Mới keng luôn. 21 Jewel.
Nói chung là chỉ là những chiếc Aegin mà phiên bản C của nó như thế này thì máy nó mới là những cái bộ máy vàng ươm như thế này anh em nhé. Còn những chiếc bản AB, những chiếc bản khác nó chỉ là máy trắng thôi. Máy vàng rất là đẹp luôn, mới kem. Và chiếc cuối cùng là chiếc mã số 8 có giá là 5 triệu. Mới 99,9% luôn. Có cả hộp port. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình. Và phiên ngày hôm nay thì mình đã lên với anh em gồm 8 chiếc đồng hồ cơ cổ, trong đó có 6 chiếc Senco và một chiếc Optor Thụy Sĩ và một chiếc Egin. Thì trong 6 chiếc Senko này có 4 chiếc nó ở trong cái tình trạng là cận nót rất là đẹp. Thì giá nó sẽ hơi cao một chút. Anh em có nhu cầu chiếc nào từ trong 8 chiếc thì hãy vui lòng alo cho mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là số Zalo của mình. Anh em hãy kết bạn Zalo với mình để inbox cho mình để có thể xem được những hình ảnh chụp chi tiết từng mẫu mà anh em quan tâm cũng như là ảnh máy. Vâng, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các phiên sau.